Những tác hại không ngờ của rau diếp cá nếu dùng sai cách mà có thể bà con chưa biết. Một trong những tác hại của rau diếp cá nếu dùng sai cách đó là có thể gây hoa mắt, chóng mặt. Cụ thể thì khi nạp quá nhiều rau diếp cá sẽ thúc đẩy quá trình đào thải nước cùng các chất điện giải diễn ra nhanh chóng hơn, vô tình làm thể tích dịch trong cơ thể sụt giảm và có thể gây hạ đường huyết quá mức an toàn. Thứ hai, có bà con nào ở đây có thói quen uống nước rau diếp cá mỗi ngày không ạ? Nếu có thì bà con cần hạn chế lại ngay vì nước rau diếp cá sẽ làm tăng thời gian và tần suất bài tiết nước tiểu của thận, khiến nhu mô thận sưng phồng. Do đó mà bà con chỉ nên sử dụng nước rau diếp cá 2 đến 3 lần một tuần thôi nhé. Thứ ba, rau diếp cá gây lạnh bụng, tiêu chảy. Mặc dù rau diếp cá có tác dụng trị táo bón, song nếu bà con có thể trạng hàn hoặc thường xuyên bị lạnh bụng, tiêu chảy thì cũng không nên sử dụng rau diếp cá vì rất dễ gây tổn hư dương khí. Do đó mà bà con hãy nằm lòng những lưu ý trên đây để có thể sử dụng rau diếp cá một cách an toàn và hợp lý bà con nhé. An tâm sống khỏe cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình.